Thưa quý vị, và ngay sau đây như thường lệ, xin mời quý vị hãy cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay của chúng tôi. Và chuyện tối nay thì chúng tôi sẽ bàn về câu chuyện là sự ra mắt của bộ phim Vòng Eo 56 của Ngọc Trinh. Đến thời điểm này đã là gần một ngày sau sự kiện ra mắt bộ phim Vòng Eo 56, và câu chuyện về nội dung phim rồi những góc khuất trong nghề người mẫu nói riêng và showbiz nói chung vẫn đang là đề tài bàn luận khá sôi nổi, bởi nhân vật chính trong phim là Ngọc Trinh và bởi nội dung bộ phim thì có đến 70% nội dung là về cuộc đời thật của cô gái vốn gắn với biệt danh là nữ hoàng nội y, rồi là cô gái vật chất này. Vâng, và trong câu chuyện tối nay thì Ngọc Trinh sẽ chia sẻ với chúng ta không chỉ về bộ phim đầu tiên mà cô vừa là nhà sản xuất, vừa là những diễn viên chính, lại vừa là phiên bản đời thực của một nội dung trong phim. Có thể qua câu chuyện này thì nhiều người sẽ hiểu thêm về cuộc đời của một cô gái từng đi qua một tuổi thơ nghèo khó, không có điều kiện học hành nhưng lại có thể trở thành một trong những cái tên hot nhất trong showbiz Việt hiện nay. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng xem Ngọc Trinh đã xuất hiện như thế nào trong sự kiện mà cô là nhân vật chính vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội. Xuất hiện cuối cùng và khá muộn, nhưng Ngọc Trinh luôn là tâm điểm trong đám đông. Những bộ trang phục hay phụ kiện của cô chưa bao giờ thôi là đề tài mổ xẻ trên các trang báo mạng. Khác với các hình ảnh yểu điệu thướt tha trong tà áo dài trắng bên cạnh chiếc xe đạp tại thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội, Ngọc Trinh chọn phong cách gợi cảm với váy ngắn cúp ngực, tôn đường cong quyến rũ và làn da trắng không tì vết cùng chiếc xách tay được thiết kế ăn ý với trang phục. Vâng, tôi thấy rằng là fan của Ngọc Trinh đông quá, đúng là cô ấy luôn là tâm điểm trong mọi đám đông. Nhưng mà tôi cũng có một thắc mắc là vì sao Ngọc Trinh lại lựa chọn chiếc áo dài để xuất hiện trong sự kiện trong thành phố Hồ Chí Minh và một trang phục gợi cảm để xuất hiện ở tại Hà Nội? Tôi nghĩ rằng là phải ngược lại thì mới đúng, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh được coi là nơi có nhịp sống sôi động và con người cũng dường như có tư duy cởi mở. Còn Hà Nội của chúng ta thì thanh lịch, yên bình, người Hà Nội thì trọng văn hóa truyền thống hơn. Với lại tà áo dài thì luôn gắn liền với người Hà Nội từ xa xưa. Mà tôi thì lại nghĩ là có lẽ đó cũng là nằm trong ý đồ của cô ấy thì sao? Khi tất cả mọi người xung quanh thì mặc váy, còn một mình cô ấy thì lựa chọn việc mặc áo dài. Còn ở nơi mà áo dài là trang phục phổ biến thì cô ấy lại mặc váy. Và có lẽ không phải lúc nào nhập gia tùy tục cũng là tốt nhất, mà đôi khi thì tạo sự khác biệt có khi lại tạo cho cô ấy sự nổi bật và khác biệt thì sao? Cũng có thể là như vậy. Xem clip vừa rồi thì không hiểu là chị Thanh Mai có để ý không, cứ khi nào mà Ngọc Trinh xuất hiện là không chỉ thu hút bởi làn da trắng không tì vết của cô ấy, mà còn là những bộ trang phục hay là phụ kiện đi kèm. Và ai cũng tò mò bàn tán xem chúng là của thương hiệu nào, giá bao nhiêu, đồ thật hay là xài hàng fake, và liệu rằng có phải là đồ tài trợ hay không. Vâng, và tất nhiên là không một ngôi sao nào muốn bị tố cáo dùng hàng fake cả. Còn nhớ khoảng 2 năm trước, sau khi những hình ảnh Ngọc Trinh xuất hiện tại một cửa hàng bán túi sách fake tại Quang Châu, Trung Quốc xuất hiện trên mạng, thì rất nhiều người đã nghi ngờ về giá trị thực của những món đồ được cho là hàng hiệu mà nữ hoàng nội y thường xuyên trưng diện trước công chúng. Trong lần bị phát hiện đi chợ hàng fake, Giang Quang Du, dù Ngọc Trinh đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng vẫn bị nhận diện bởi làn da trắng và gương mặt bầu bĩnh quen thuộc. Những bức ảnh trên khiến Ngọc Trinh gặp phải chỉ trích vì cổ suý cho thói quen dùng hàng nhái. Một số người cũng cho rằng cô đã mua hàng nhái để bán lại với giá hàng thật, bởi Ngọc Trinh đang sở hữu một chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm và cả spa làm đẹp nữa. Vâng, tôi còn nhớ là sau lần đó thì Ngọc Trinh cũng đã lên mạng để thanh minh cho mình, và cô nói rằng là quan điểm kinh doanh của cô là không bao giờ treo đầu dê bán thịt chó. Ngọc Trinh cũng thanh minh rằng hàng fake thì cũng có 5-7 loại và khách của cô đều biết rõ nguồn gốc và giá trị của từng mặt hàng. Ngọc Trinh cũng khẳng định là bản thân vì có điều kiện nên không bao giờ dùng hàng nhái. Vâng, và riêng cái chuyện mà dùng hàng thật hay hàng nhái cũng là một chủ đề muôn thuở của những người nổi tiếng, chúng ta khó mà xác định được. Quay trở lại với sự xuất hiện của Ngọc Trinh tại lễ ra mắt tối ngày hôm qua, hẳn là chúng ta đều nhận ra dáng đứng chụp ảnh quen thuộc mang thương hiệu Ngọc Trinh, đó là chụp ảnh kiểu quay lưng với ống kính và ngoảnh mặt lại. Không rõ có phải Ngọc Trinh là người sáng tạo ra kiểu chụp này hay không, nhưng mà hiện nay thì rất nhiều nghệ sĩ cũng áp dụng chiêu thức này khi xuất hiện trước ống kính. Vâng, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì tư thế chụp mà trăm lần như một từ phía sau như vậy là cơ hội để Ngọc Trinh khoe được rất nhiều thứ, vừa là khoe được tấm lưng ong, lại vừa khoe được vòng ba và cả khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhiều người nhận xét là kiểu chụp ảnh đó và nhất là ánh mắt của Ngọc Trinh thì trông rất là gợi tình. Đương nhiên là kiểu chụp này thì người chụp phải kết hợp với váy hai dây hoặc là váy hở lưng, chứ mặc những trang phục khác thì lại trở nên kịch cỡm.
Và tôi ước mình có thể đủ tự tin để mặc trang phục như Ngọc Trinh và có thể tạo dáng chụp ảnh như cô ấy. Và nhưng mà thôi, có lẽ là chúng ta tạm gác lại câu chuyện bàn luận về thời trang hay là cách sở thích tạo dáng của Ngọc Trinh một chút để xem cô ấy đã có những chia sẻ gì sau buổi công chiếu phim Vòng Eo 56 tối ngày hôm qua. Xin chào Ngọc Trinh. Dạ, chào chị. Vì sao bạn lại quyết định thực hiện bộ phim về cuộc đời mình? Phải chăng đây chính là lời giải thích xung quanh những ồn ào trong thời gian vừa qua? Muốn làm bộ phim này, đầu tiên là em muốn mọi người hiểu đúng về con người của em. Tại vì em biết là em có rất là nhiều tin đồn, và trong những cái tin đồn đó thì bao nhiêu là sự đặc điều cho em, thì sau khi khán giả xem bộ phim này thì mọi người sẽ hiểu được những gì em đã trải qua và em có giống như những cái tin đồn đó hay không thì sao, thì bộ phim này sẽ trả lời cho tất cả. Vậy thì nội dung của bộ phim này bao nhiêu phần trăm là thật và bao nhiêu phần trăm là không được thật lắm? Em cũng muốn tái hiện 100% cuộc đời mình ở trên phim lắm, nhưng mà đây là một bộ phim điện ảnh thì em nghĩ là mình nên thêm thắt cho phim nó thú vị hơn, hay hơn và hấp dẫn hơn, để mà khi khán giả họ vào rạp xem phim đó họ không có bị ngao ngán. Thì phim của em chiếm 70% là thật, còn 30% còn lại đó là dựa trên sự thật mà em thêm, anh Đảng đã thêm thắt vào. Mà em cũng bảo đảm luôn là bộ phim này không có tô hồng lên cuộc đời của em, tại vì anh Đảng cũng đã dặn mặt em ngay từ đầu là anh sẽ không tô hồng bất cứ cái gì lên cuộc đời em hết, nên là em tôn trọng ý kiến của anh Đảng. Với lại là em cũng biết rất là nhiều người ghét em, và những cái người mà thương em á thì cũng không có ít, nhưng mà những cái người mà người ta thương em thì em cảm thấy là họ thương em ở cái thật, cho nên là dù như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn giữ cái thật đó cho mình. Vừa làm nhà sản xuất mà lại vừa làm diễn viên chính thì bạn có gặp áp lực gì không? Khi mà làm nhà sản xuất thì em chỉ bỏ tiền ra thôi, còn những cái lặt vặt khác là có ekip em làm hết, em chỉ việc tập trung vào việc diễn xuất của mình, vì đây là lần đầu tiên mà em diễn xuất thì em phải tập trung hết mình vào cái khâu việc diễn xuất thôi, còn mọi cái khâu khác thì có mấy anh chị trong ekip lo, em không có cần phải lo gì hết, mà muốn lo thì cũng không được, em cũng không có rành về cái chuyên môn đó. Vậy phân đoạn nào mà bạn cảm thấy là khó diễn nhất? Và cảnh khó khăn nhất là cảnh những cái cảnh mà phải tỏ vẻ ngạc nhiên, ngây thơ khi mà được bạn trai tặng quà, hoặc là khóc quá nhiều trong một Tết, tại vì em không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Thường thường người ta quay phim thì người ta sẽ quay toàn cảnh, trung cảnh rồi cận cảnh, nhưng mà em thì em không có giữ cảm xúc của mình đến cái lần cận cảnh, thì ngay cái Tết toàn cảnh để mà đẩy cảm xúc của mình em khóc luôn, và tới Tết thứ hai thứ ba thì em khóc không khóc lại được nữa. Đó là hai cái điều khó khăn nhất của em. Và sau khoảng vài ngày thì anh Đảng đã dạy em là phải luôn luôn giữ cảm xúc, đợi khi nào tới cận cảnh quay cận mặt mình thì mình mới đẩy cảm xúc lên cao trào, thì em cũng đã bắt được cái nhịp và em cũng đã làm tốt theo cái ý đồ của anh Đảng muốn. Qua bộ phim này thì lại càng hiểu rõ hơn là trong showbiz thực sự là có những cám dỗ và thị phi. Vậy Ngọc Trinh đã phải đối mặt với những thị phi và cám dỗ như thế nào? Thật sự mà nói nha, nếu như mà chỉ một mình em đối diện mà không có ai bên cạnh, theo cái tâm linh của em, nếu mà em với một đứa con gái mê tiền như em, thật sự là rất mê, thì nếu như mà không có được mẹ phù hộ, mẹ em đã mất rồi, nếu mà như không có mẹ phù hộ hoặc là ở bên cạnh mình không có những người tốt cũng như là anh Tiệp cũng như là bạn trai của em, thì em chắc chắn các em cũng sẽ bị cám dỗ. Vì một đứa con gái nghèo lên Sài Gòn thì chỉ biết là những số tiền hàng trăm triệu, hàng vài trăm triệu, thì sự cám dỗ nó rất là lớn. Nên là em nghĩ mà em vượt qua được cám dỗ đó là do mẹ và do những người thân bên cạnh mình, họ là những người tốt. Nếu như những người xấu họ thấy mình mê tiền như vậy ở trước mặt mình là và đóng tiền vậy, họ đã đẩy mình vô cái cám dỗ đó rồi. Nhưng mà em may mắn gặp được những người tốt, họ định hướng điều cho mình và họ biết gàn mình lại. Chứ nếu một mình em thì thật sự em cũng sẽ không vượt qua được. Từ khi bước chân vào showbiz cho đến nay thì scandal nào, thị phi nào mà khiến bạn thất vọng nhất? Đó là những cái bài phỏng vấn của em mà em gây sốc. Đó là bài yêu tôi tốn kém lắm, hoặc là không yêu không có tiền gặp đắt mà ăn, thì hai cái đó là mọi người bình luận chửi em rất là nhiều, mấy người bình luận luôn, thì hai cái đó là làm cho em cảm thấy là muốn bỏ nghề và suy sụp nhất. Nhưng mà cuối cùng thì em đã vượt qua rồi, vì ở bên cạnh mình có những rất là nhiều người hiểu mình và luôn động viên an ủi mình. Tựa đề của bộ phim là Vòng Eo 56, Vòng Eo của Ngọc Trinh, thì các chị em là vô cùng ngưỡng mộ ấy ạ. Vậy thì bạn có bí quyết gì không? Thật ra là em cũng không có bí quyết gì đâu, chứ hồi xưa là em vòng eo của em là 58, nhưng mà lúc mà xảy ra những cái chuyện tình cảm nó không vui á, nên là em cũng buồn và ít ăn, nên là ốm xuống và nó thành 56 rồi, chứ em cũng chả có bí quyết gì. Thật sự là em không có bí quyết gì để giữ dáng hết. Vậy theo bạn điểm nào của người nữ là hấp dẫn nhất? Đó là ở tính cách. Và điều hút em ở người đối diện khi họ tiếp xúc với em, đó là tính cách chứ không phải là bề ngoài. Cảm ơn Ngọc Trinh đã dành thời gian để có buổi phỏng vấn độc quyền với đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chị rất là cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị, người Việt có câu là gái ham tài, trai ham sắc,
mà không có câu gái ham tiền. Nên một người như Ngọc Trinh và dám thừa nhận là bản thân ham tiền thì chẳng phải là rất hiếm hay sao? Thật ra thì mê tiền không xấu, mà đôi khi nó còn là động lực phấn đấu để cho người ta cố gắng hơn. Và với một người như Ngọc Trinh, nếu không mê tiền thì mới thấy là lạ. Bởi vì cô ấy đẹp, cô ấy thích ăn ngon, thích hàng hiệu, thích được đưa đón và thích là trung tâm của mọi sự kiện. Những ước muốn có lẽ là phụ nữ nào cũng có, mà những thứ đó thì chỉ có tiền mới có thể mang lại được. Vâng, và có những phát ngôn như là tôi mê tiền, không có tiền thì cạp đất mà ăn, hay yêu tôi tốn kém lắm đã khiến cho Ngọc Trinh chịu không ít búa rìu của dư luận. Chẳng phải vừa rồi cô ấy nói rằng mình bị rất nhiều người ghét vì những phát ngôn đó hay là sao? Nhưng mà cũng có lẽ những người ghét cô ấy phần đông thì là phụ nữ. Lý do vì sao thì tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng tôi cũng sẽ không nêu ra đây. Còn tự hỏi cánh mày râu xem họ ghét là hay là thích cô ấy thì tôi nghĩ rằng 10 người thì phải 8 đến 9 người họ nói rằng họ thích cô ấy. Không chỉ đơn thuần là cô ấy đẹp mà cô ấy còn rất đàn bà nữa. Cô ấy cũng được coi là mẫu phụ nữ đẹp, ngoan, đảm đang, tự lập tài chính, lại trung thủy. Nên người đàn ông nào lấy được cô gái sinh năm 89 này thì có lẽ là thật sự may mắn. Tôi còn thấy là cánh đàn ông kháo nhau là đàn ông mà không mê Ngọc Trinh thì cần phải xem lại. Đạo diễn Chu Hoa Lê Hoàng cũng từng nói rằng là Ngọc Trinh hiểu quá rõ lũ đàn ông. Ngọc Trinh biết thừa đàn ông cần một người đàn bà đẹp, ngoan và trung thủy. Mà trong cái thời buổi đàn bà đẹp bây giờ nhiều lắm, nhưng kiếm được đàn bà vừa đẹp vừa ngoan không dễ. Thì Ngọc Trinh với những đặc điểm của người vợ lý tưởng này khiến cho đàn ông chao đảo và khao khát được lấy nàng về làm vợ thì không có gì là lạ cả. Nói đến vẻ đẹp của Ngọc Trinh thì ngoài làn da trắng không tì vết thì phải nhắc đến vòng eo siêu nhỏ. Trong khi vòng eo tiêu chuẩn của Hoa hậu là 60 thì vòng eo của Ngọc Trinh chỉ có 56. Trong phần chia sẻ vừa rồi, Ngọc Trinh có nói rằng vòng eo của cô ấy trước đây là 58 nhưng sau gầy đi nên chỉ còn 56 và cô cũng chẳng có bí quyết gì để có thể giữ được, chăm sóc được dáng cho mình. Và chúng tôi muốn mời quý vị cùng theo dõi clip sau để xem Ngọc Trinh có nói thật không nhé. Và rất là cực khổ. Tôi có một cô bạn, cô ấy vốn cũng không phải là một người đàn bà có nhan sắc xuất chúng gì, cũng chỉ là một thân hình vô cùng vừa vặn cân đối, một làn da mịn màng và một nụ cười tươi khi nào cũng sẵn sàng nở trên đôi môi hồng của cô ấy. Nhiều người thắc mắc là tại sao từng ấy tuổi rồi mà trông chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Thật ra thì những khi các chị tranh thủ tụm năm tụm ba buôn vài câu chuyện tầm vào nào đó vào lúc chiều muộn thì cô ấy lặng lẽ tập aerobic đến mướt mồ hôi. Và khi các chị cáu gắt dạy con và quát mắng tùm lum lên thì cô ấy vừa dạy con lại vừa lặng lẽ để đắp mặt nạ. Buổi sáng khi các chị than ngắn thở dài vì thiếu ngủ, hẹn giờ trước nửa tiếng cần dậy thì cô ấy đã dậy và đeo giày vào và đi chạy bộ. Sáng ra các chị nhìn qua gương cào cào lại mái tóc rồi hớt hơ hớt hải đi làm thì cô ấy cũng chỉ nán lại khoảng 30 giây để tô một chút son cho đôi môi hồng hơn rồi mới ra khỏi nhà. Và thế mới thấy là cái đẹp về hình thể cũng đâu phải là tự nhiên mà có. Dù có đẹp mấy mà bỏ bê nó thì khi nhìn lại, có muốn cứu vãn lại cũng rất khó. Và người mẫu đẹp như Ngọc Trinh còn cần phải tập luyện. Nói gì đến những người phụ nữ bình thường giống như chúng ta cũng hoàn toàn có thể tập thể dục vì chính bản thân của mình. Vâng, cảm ơn Thanh Huyền. Hoa hậu Thu Thủy, người dẫn bản tin Chào Buổi Tối thì cũng có một quan điểm từng gây tranh cãi rằng sắc đẹp chính là một tài năng. Ai đó có thể phản đối nhưng mà cá nhân tôi thì lại rất ủng hộ cho quan điểm của Hoa hậu Thu Thủy. Nếu như tạo hóa chưa hào phóng với chúng ta thì tự bản thân chúng ta phải tự tìm kiếm thêm cho mình. Người phụ nữ đẹp chưa chắc đã thông minh nhưng người phụ nữ thông minh thì sẽ biết làm đẹp cho bản thân mình. Vâng, như Ngọc Trinh chẳng hạn, ngày mới từ quê lên Sài Gòn thì cô ấy cũng đen nhẻm đấy thôi. Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn lột xác và chúng ta không cần làm hoa hậu hay người mẫu mới có thể gọi là đẹp. Cái đẹp tồn tại trong mỗi con người chúng ta và Ngọc Trinh có thể coi là một phụ nữ thông minh vì đã biết khơi gợi vẻ đẹp của bản thân để nó tỏa sáng.
Và khác với những câu chuyện cổ tích với cái kết hạnh phúc và tiếng vỗ tay tán thưởng của người đọc, thì câu chuyện cổ tích của Ngọc Trinh là thứ cổ tích lấm lem của những thị phi và điều tiếng. Và hành trình nổi tiếng của cô ấy thì giống như hành trình của một con vịt sải đôi cánh để hóa thành thiên nga, một hành trình lấm lem, nhọc nhằn và cả những may mắn của số phận đã dành cho kẻ đã dám vượt qua được sinh mệnh dành cho mình. Không có gì là dễ dàng cả. Mọi thứ có được đều cần phải bằng sự nỗ lực của bản thân. Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị qua câu chuyện về Ngọc Trinh ngày hôm nay. Thưa quý vị, và câu chuyện về Ngọc Trinh ngày hôm nay với rất nhiều những thông tin của chương trình đã khép lại bản tin Chào Buổi Tối của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ.